something and to go beyond the extra mile. Một người Việt Nam có nhiều đóng góp cho cộng đồng và cho đất nước Canada vừa qua đã được trao giải Toronto Davenport Community Service, tạm dịch là Giải Phục vụ Cộng đồng vùng Davenport Toronto của Chính phủ tỉnh bang Ontario của Canada. Trong một buổi lễ trang nghiêm nhưng không kém phần ấm cúng được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội của Ontario, ông Nguyễn Ngọc Giàu là người Việt Nam duy nhất trong 8 người năm nay được nhận các giải cao quý này của tỉnh bang. Phát biểu trước một cử tọa khoảng 200 người, dân biểu tỉnh bang của vùng Davenport, ông Tony Ruprecht, nói rằng 8 nhân vật này đã có những đóng góp to tát trong việc xây dựng cộng đồng. What sets them apart is their contribution not only to build a local community, but also to build international communities. And what sets them apart is not only that they have contributed locally, their finances, and especially their time to make sure that our community is better and that Toronto as a city, and indeed Canada, is a country that can not only compete in the future, and that means jobs, but also that we are the best country that we can possibly be. Những người nhận được các giải thưởng năm nay của tỉnh bang Ontario thuộc những sắc dân khác nhau, với những ngành nghề khác nhau, từ những bác sĩ, chuyên gia, cho đến các thương gia, các nhà hoạt động xã hội. Trước khi trao giải cho ông Nguyễn Ngọc Giàu, dân biểu Tony Ruprecht đã có những lời giới thiệu rất trang trọng. Mr. Nguyen, you have made an outstanding contribution to our city and country by a personal example of good citizenship through your exceptional contribution to local and international charities. Your contribution exemplifies excellence and achievement of the highest order. Congratulations to Mr. Richard Nguyen. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Giàu định cư tại Canada từ gần 20 năm trước với hai bàn tay trắng. Trải qua thời gian đầu rất gian nan với nhiều ngành nghề, ông Giàu đã từng bước tạo dựng một sự nghiệp đồ sộ trong ngành làm móng tay. Hệ thống Nice One Nails của ông ở Canada đang nhanh chóng phát triển với khoảng 100 cửa tiệm, trở thành hệ thống lớn nhất, uy tín nhất trong ngành làm móng tay ở Canada. Ông Nguyễn Ngọc Giàu cho biết ông rất bất ngờ khi được trao giải phục vụ cộng đồng vùng Davenport, Toronto. Thưa anh chị Tiến, tôi rất vui mừng khi mà một người Việt Nam mà được nhận một giải thưởng này cùng với những cộng đồng khác. Thì trong một giải thưởng này tôi cũng rất vinh hạnh cho một người Việt Nam của chúng ta ở tại Canada. Và thưa anh có thể cho biết là anh đã làm những việc gì để giúp cho cộng đồng cũng như cho xã hội Canada để mà được vinh hạnh nhận được giải thưởng này ạ? Thưa anh chị Tiến, thì vừa qua tôi cũng đã đóng góp cho hội Citizen những chương trình là trẻ em, là những chương trình người nghèo và giúp cho học bổng các trẻ em trong cộng đồng của National Canada. Tôi cũng đã giúp, thì tôi hôm nay được nhận cái bằng này, tôi cũng rất vinh hạnh cho những người là Việt Nam của chúng ta, là tôi mong rằng sau đây sẽ có những người cùng chung sức để giúp cho cộng đồng trên đất nước Canada này, để cho người Việt chúng ta có một cái cộng đồng mạnh và vươn lên như những cộng đồng khác. Thưa anh, chúng tôi được biết là bên cạnh việc đóng góp cho cộng đồng Việt Nam ở Canada cũng như cho đất nước Canada, thì anh cũng đóng góp rất nhiều cho đất nước Việt Nam trong các công tác từ thiện. Anh có thể cho biết đây là những công việc như thế nào ạ? Thưa anh Tiến, cũng như chương trình 10 tháng trước đây tôi cũng về Việt Nam, thì tôi cũng đã đóng góp cho 21 cây cầu để xây cho nhân dân học sinh nghèo để đi học, đồng bào nghèo trong những miền nước lũ lụt như quê hương Cà Mau. Và tôi cũng giúp rất nhiều chương trình từ thiện cho những người nghèo, những đứa trẻ em mồ côi và tất cả các từ thiện trong cộng đồng. Tôi cũng đã giúp đỡ những chương trình hỗ trợ những gì ở đây trong cộng đồng, tôi sẵn sàng giúp đỡ hết. Dạ, cảm ơn anh. Và thưa quý vị, nói đến Nice One Nail thì hẳn những người Canada cũng như là những người Việt Nam ở Canada, nhiều người biết đến đây là một hệ thống làm nail, làm móng tay của người Việt lớn nhất ở Canada. Và anh là ông chủ của Nice One Nail. Anh có thể giới thiệu đôi chút về công ty này ạ? Thưa anh Việt Tiến, tôi đến đây thì trong cái ngành làm móng tay thì đúng ra ngành của người phụ nữ, nhưng mà người đàn ông chúng ta thì có thể build những tiệm, thì tôi có thể build thành cái tên Nail Nail thì cho cộng đồng chúng ta có việc làm, và sau này tôi cũng muốn cho cộng đồng chúng ta có một cái franchise, một cái thương hiệu
để giống như là Tim Hortons và những cái franchise khác để nói rằng cái franchise đó của người Việt Nam làm chủ, để mà chúng ta có một vinh hạnh với một những người cộng đồng trên đất nước Canada. Và thưa anh, trong tương lai gần đây thì anh có những dự định như thế nào để mà đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng Việt Nam cũng như là cho đất nước Canada trong các vấn đề từ thiện ạ? Thưa anh Việt Tiến, từ đây tới đây thì càng ngày thì công ty càng vững mạnh, thì kiếm được nhiều tiền nữa, thì tôi có ý đóng góp rất nhiều cho chương trình cho những cộng đồng trên thế giới và còn riêng cộng đồng Việt Nam chúng ta. Tôi cũng không có ngần ngại gì. Và bên cạnh đó thì anh có những dự định như thế nào để mà giúp đỡ nhiều hơn nữa trong các công tác từ thiện tại Việt Nam ạ? Thưa anh Tiến, trong những chương trình bỏ lụt, những chương trình giúp đỡ những gì Việt Nam có cần chúng tôi, thì tôi sẵn sàng giúp đỡ vì công ty chúng tôi một ngày một lớn mạnh, thì chúng tôi không ngần ngại gì những sự giúp đỡ đó. Việc ông Nguyễn Ngọc Giàu được trao giải phục vụ cộng đồng vùng Davenport, Toronto rõ ràng là một vinh dự cho cộng đồng người Việt, đồng thời cũng cho thấy những cống hiến của ông Giàu nói riêng và của cộng đồng nói chung đang ngày càng được xã hội Canada công nhận. Việt Tiến tường thuật từ Toronto, Canada.